Hiếu Vũ, à, theo chú thì lắp chống ngoái họ bán thì có hiệu quả không chú? À ok, em sẽ hỗ trợ cái câu hỏi này, rất là hay nhé. Đấy, à, rất nhiều anh em là những con chim mà anh em hay quan tâm về cái lỗi ngoái. Em thì em chả quan tâm gì cả. Mà nói thật với anh em, ở trên đây bốn cho anh em này, trong nhà em ấy thì rất nhiều con chim có giải nhưng vẫn bị ngoái. Và thì những anh em đã từng theo dõi em cầm những con chim thi, các clip em đăng lên, đúng không ạ? Đâu phải con nào cũng không tật lỗi đâu, cũng có con ngoái, có con không, đúng không ạ? Có con quick view, có con không quick view, đúng không ạ? Và thì các bác đã từng thấy em để bất cứ một cái vật dụng gì trong lồng chưa? Em hỏi ở đây bao nhiêu anh em nếu đã từng theo dõi em à, trên Facebook này, đi thi ở trên các đấu trường lớn này, kể cả giải nhỏ này, các bác đã thấy bao giờ mà ông Lập ông ấy bố trí một cái gì ở trong lồng chưa? Đúng không ạ? Đối với em chưa bao giờ nhá, chưa bao giờ cả. Và đối với em rằng em nói rất nhiều rằng không có cái lỗi gì nặng bằng cái tật bác con giàn không chơi à, cho nên ở nhà nó có muốn ngoái ngửa, nó muốn quick view hay nó muốn santo, nó làm gì kệ nó, em không quan tâm. Và em mới quan tâm là gì? Cái quan tâm là cái thời gian thi đấu và thành tích của nó đạt tới đâu. Cái đấy mà này là cái em quan tâm các bác ạ nhá. Và thì cái vấn đề mà cái rọ chống ngoái này, rồi là cái cầu tròn chống ngoái, đối với em nó chỉ là một cái gọi là giảm nhiệt độ thôi nhá. Nó giảm nhiệt độ. Tất nhiên à, tất cả mọi vấn đề đấy khi những nghệ nhân người ta nghĩ ra à, mục đích là gì? Để chống tật lỗi, ít nhiều nó cũng có tác dụng chứ không phải là không đâu. Thế nhưng mà nó có tác dụng với từng con chim chứ không phải con nào nó cũng có tác dụng. Và có rất nhiều những con chim mà em thấy nhá, đã từng lắp rọ chống ngoái vào nhưng vô tình nó là làm một cái cột để cho chim múa lửa. Thấy chưa? Khi con chim căng lên nó bu cái rọ đấy, nó tưởng rọ cầu cao ấy. Đấy, anh bu vào anh múa lửa giống như kiểu là mấy cô gái múa cột ấy. Em thấy rất nhiều luôn. Thấy chưa? Thế cho nên là cái vấn đề có tác dụng hay là không có tác dụng thì nó tùy thuộc vào từng tính chất con chim. Thấy chưa? Rồi cũng có nhiều anh em ấy là lắp cái cầu tròn vào. Tất cả những con chim mà có tật lỗi, khi các bác đổi thế cầu hoặc đổi thế lồng nó lạ thì bước đầu nó sẽ có giảm. Các bác ạ, thấy chưa? Bước đầu thì nó có giảm, nhưng một thời gian nó quen rồi ấy thì nó vẫn trở lại bình thường, chả có liên quan gì cả các bác nhá. Và cái vấn đề tật lỗi đây thì nó tình trạng từng mỗi con đấy, và nó đỡ từng con à, ví dụ như là à, những con chim mà nó đứng trên cầu và nó bẻ cổ đúng ngoái ấy, thì các bác có làm kiểu chơi gì nó cũng ngoái được nhá. Nó làm kiểu chơi gì nó cũng ngoái được, em thật luôn đấy. Còn những con chim mà kiểu nó ngoái bật cầu ấy, nó ngoái đứng cầu trước, nó ngoái cầu sau ấy, thì anh em có thể là làm những cái hình thức đấy thì nó sẽ giảm, nó sẽ giảm chứ không phải không đâu. Thế cho nên là đối với em thì à, những cái đấy thì em chả bây giờ em dùng cả, em thật à, tất nhiên là trước kia thì cũng thử rồi chứ mà nó không đâu đấy. Nhưng mà mình thử ở đây, mình dùng ở đây ấy, là tùy vào từng con nhá. Và nếu các bác cần thiết ít hôm nữa em sẽ làm một cái video cho bác xem nhá, để lắp cái rọ trong ngoái đâu thì dùng nó sao. Hôm nào em rảnh em có thời gian em sẽ lên cho bác xem, lắp vào đồng đi thi đồng hành cho bác xem luôn nhá, được chưa? Em đơn giản lắm, nó chả có gì cả. Tất nhiên thì mình lắp cái rọ trong ngoái vào thì nói chung là nó làm cho con chim mình nó đỡ hơn tí. Thứ hai nữa, nhưng mà em thì em nhìn nó mất thẩm mỹ quá là thế thôi, chứ còn nó cũng chả gì nhìn quan gì cả. Còn em thích cho vẫn lắp bình thường mà, hôm nào em lắp cho bác xem nhá. Em đi mua em lắp về thôi. Cho anh hỏi chim ngũ đoạn ngoái không? Vâng, những con chim ngũ đoạn thông thường đấu rất nhanh à, siêng bọng và siêng cánh à, bác Công Anh nhá. Hồi xưa thì anh em mình chơi giọng ấy, chơi chim đấu giọng thì là ngũ đoạn là một con cái tiêu chí mà cần tìm nhất, đúng không? Ngũ đoạn này đó, mỏ ngắn, đó là con chim mà nó rất cần, tại vì những con chim nó siêu mỏ, bộ hình đẹp và siêng cánh. Thế thì về cơ bản thì nó vẫn chơi được, kể cả tới giờ luôn vẫn chơi rất ok, nhưng mà ít còn bền bác Công Anh nhá, ít còn bền thế thôi. Chim vô dàn chơi hay bị lơ mặt, lơ tí rồi chơi tiếp là sao các anh? Đôi khi nó cũng là cái lết của con chim, bác Lê Khôi nhá. Đôi khi cũng là cái lết của con chim, và đặc biệt là trong quá trình các bác, cái nỗi lơ mặt này nó có nhiều cái nguyên nhân. Để mà nói về cái lỗi lơ mặt thì nó có hai cái nguyên nhân. Điều đầu tiên nói về tính nết của con chim. Thế thì thông thường ấy, bất kể một con chim nào đứng ở vị trí biên thì nó đều có cái kiểu lơ mặt.
Nói là nôm na là nói chuyên sâu, đó là lỗi lơ mặt đấu. Nhưng mà ở ngoài miền Bắc thì thông thường người ta gọi hay gọi là bong mặt đấy. Ngoài Bắc thì gọi là bong mặt, nhưng mà ở miền Trung và miền Nam thì người ta gọi là lơ mặt đấu. Đấy, thì bỏ qua ra ngoài ấy, đó là nguyên tắc chung. Thế nhưng mà để mà khắc phục được con chim này thì nó cả một vấn đề. Cái điều đầu tiên đó là cái tính nết của loài chào mào. Tính nết của loài chào mào đó là loài dòng chim đấu. Cho nên khi con chim đứng vị trí biên ấy, mà nó hay nghe chim ngoài, mà nó lảng vảng ấy, thì tất nhiên đó là loài chim đấu thì nó sẽ nghe ra ngoài và nó nghe ngóng, và nó sẽ lơ mặt một vài nhịp. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất thì những người tổng tài nó phải có một chuyên sâu. Nó phải có một chuyên sâu và nhìn nhận vấn đề. Tức là con chim đứng biên thì nó sẽ có ra có vào, và nó cái chuyện nó rất là bình thường. Nhưng những con chim mà nó đã yếu ấy, mà nó bỏ mặt đấu lâu ấy, thì mới gọi là con chim lơ mặt đấu rất nhiều và nó yếu thì mới chính xác. Còn những con chim mà nó bong mặt, nó lơ mặt nhưng nó ra nó vào, nó đấu rất tốt, bộ hình mạnh. Thông thường thế này, các bạn ý là những con chim mà nó còn thần thái, nó còn thái độ tốt, còn lực, con chim hay, kể cả nó có bong mặt, nó có lơ nhưng nó ra nó vào ngay, và nó luôn luôn lúc nào cũng trạng thái sục sạo, và cái hình dáng, thần thái và thái độ nó rất là hung dữ và nó rất là mạnh mẽ. Nó không như những con chim mà nó bong mặt theo cái kiểu là yếu chim, là nó khác. Tức là khi con chim bong mặt theo kiểu yếu chim thì bao giờ cái thần thái nó rất là yếu kém, nó không còn. Thứ hai là về hình bộ nó sẽ mất. Đấy, là nó sẽ bong mặt rất là lâu và chậm chạp con chim. Nó không như những con chim mà nó còn lực, nó còn tốt. Đấy, cho nên cái vấn đề này tổng tài nó cần phải có một cái chuyên sâu và nhìn nhận vấn đề con chim thực tế. Đây là cái tính nết của loài chào mào. Bất kể con chim nào nó ở vị trí biên nó cũng đều có bong mặt ít nhiều. À, không ít thì nhiều, nó phải có một vài nhịp. Đấy, còn những con chim mà thứ hai, nguyên nhân thứ hai là do tính nết các bác nuôi con chim. Tức là anh em hay móc chim ra bên ngoài. Thông thường ấy là anh em nuôi chim đi thi ấy, là anh em hay phơi nắng vào buổi sáng và móc chim ra bên ngoài. Sau đó một số nơi anh em là cái khoảng cách anh em nuôi chim ấy, tức là có nhà này nhà kia nuôi, nó san sát nhau. Để sau đó các bác treo chim bên ngoài, con chim nó nghe lảng vảng thì nó có hay bay ra ngoài để nó kiếm chim nó đấu. Thì đây cũng là một cái vấn đề mà do các bác chăm sóc trong ngôi nhà, cho các bác chăm theo điều kiện và tạo ra cho con chim một cái tính nết nó như vậy. Đấy, đâm ra nó không hay. Cho nên là các bác tuyệt đối là đừng có nghe một số ông nói vớ nói vẩn, nào bảo là cứ hay phơi nắng vào buổi sáng rồi là chiều vác ra phơi, trưa nắng đem ra tắm. Cái này là không phải các bác nhé. Nó phải tùy thuộc vào vị trí con chim. Con chim nó hay hay không, tính nết thay đổi thế nào là do người chăm hoàn toàn tạo điều kiện cho nó các bác nhá. Đấy, cho nên là con chim nó bong mặt thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân đấy, hôm nay nói rất rõ các bác nhá. Anh Trâm hỏi em đi thi lần đầu tiên em treo giữa dàn được giải nhất, chuẩn bị đi thi tiếp theo anh vẫn vị trí giữa dàn tiếp hay không? Vâng, những con chim mà nói chung là đi thi ấy thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, và yếu tố để mà mình lên đỉnh vinh quang được, để mà đạt quán quân cao nhất thì nó phụ thuộc vào yếu tố may mắn rất là nhiều. Bên cạnh con chim hay nhưng mà nó cần sự may mắn nữa. Đấy, cho nên là cái vấn đề mà vị trí đặt lồng chim ấy thì nó cũng có nhiều cách. Tức là cũng có thể hôm đấy các bác đặt vị trí giữa tràn thì con chim nó tốt và có thể nó kết chim. Nhưng mà hôm sau thì các bác cũng nên đi thi vậy, tại vì đó là cái nét đó của con chim mình, nó sẽ tốt hơn. Và nếu như lần tiếp theo này bạn để giữa dàn mà nó không đạt được tốt thì bạn sẽ biết được cái nét đánh của chim ở trên sao và cái vị trí như thế nào, và cần phải có sự va chạm nhiều bác nhé.